Với mong muốn tiếp thêm năng lượng cho những ý tưởng khởi nghiệp, cuộc thi thử thách khởi nghiệp của năm mùa đầu tiên do tập đoàn Total tổ chức tại hơn 30 quốc gia châu Phi vào năm 2015 đã có những thành tựu rực rỡ. Nối tiếp thành công đó, vào năm 2018, Total đã quyết định mang cuộc thi trở lại với quy mô lớn hơn tại gần 60 quốc gia trên 4 châu lục khắp thế giới. Là một trong những quốc gia ở châu Á có những hoạt động khởi nghiệp sôi nổi, Việt Nam được chọn là một trong những nước châu Á đầu tiên để khởi động mùa thứ hai của cuộc thi này. Đối với cuộc thi này thì tôi đến một vài cái vai trò. Cái thứ nhất là như là một thành viên ban giám khảo. Cái thứ hai là giống như một cái người mà có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm đi trước của mình cho cái lớp trẻ. Và cái thứ ba là nếu có cái dịp thì tôi cũng có thể hướng dẫn, đóng góp cho các em thêm kinh nghiệm để mà khởi nghiệp thành công hơn. Cuộc thi đã chính thức khởi động từ ngày 9 tháng 10 năm 2018 và đến thời điểm này đã thu hút hơn 50.000 lượt truy cập và tham gia của các thí sinh trên toàn quốc. Một trong những cột mốc quan trọng của cuộc thi là buổi gặp gỡ và giao lưu với nhà tổ chức và ban giám khảo với chủ đề Đối thoại ý tưởng và đột phá được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội để các thí sinh tìm hiểu sâu hơn về mục đích ý nghĩa của cuộc thi, cũng như trao đổi về kinh nghiệm, cảm hứng, kỹ năng để hình thành, phát triển và hoàn thiện các ý tưởng kinh doanh. Theo đó, ý tưởng đoạt giải cao nhất ở Việt Nam sẽ được chọn tham dự cuộc thi cấp khu vực châu Á-Thái Bình Dương và người thắng giải cấp khu vực sẽ được tham gia vòng thi quốc tế và có cơ hội đến Paris, Pháp để được gặp gỡ các nhà khởi nghiệp trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới vào tháng 3 năm 2019.